bạn nhìn thấy là con cá khi mà nó ở dưới nước ấy thì nó sẽ trông nó bé nhưng mà bắt lên nó sẽ to hơn nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt lên để cho các bạn xem nó to như thế nào ạ. Bạn ấy chụp một cái rất là nhanh luôn. Lúc nãy bật camera không kịp thì bạn ấy bảo là phải gọi là phải hoặc có những hành động để nhanh hơn con cá thì mới bắt được nó chứ. Đấy ạ, bạn thấy không? Những con cá kia ở dưới nó bé hơn nhưng mà trông lên trên trọng này là thì nó sẽ to hơn hẳn. Và có những con cá nó ánh bạc rất là đẹp. Đó. Thả nó xuống nha. Đó. Đó. Ồ. Có nhu cầu mà muốn mua các cái con cá coi giống ạ, hàng nào thì mình bán là chuẩn chỉ hàng đấy. Cái hàng này là hàng F4, F5 của các con cá coi Nhật nhé bạn nhá.